Chúc các lần xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình tiện tiện ủ lại cái cát của cái đám mẫu đơn này thì mình quay lại cho mọi người để mọi người biết. Đây là dòng hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn nhé. Dòng này là cũng nuôi được đến gần năm thứ ba rồi. Đấy, ở đây thì nhà mình đủ các loại thoát thân từ 50 phân cho đến hơn 1 mét nhé các bạn nhé. Cây đợt này thì rất là thẳng đẹp, nếu mà các bạn muốn cho nó thẳng ấy thì các bạn về và các bạn cắm cái cọc sắt ấy, sau đó thì níu thì rất là thẳng. Đấy, mình sẽ đo qua lại cây cho các bạn. Em đo cho anh chiều cao của những cây cao nhất đi. Chiều cao của cây cao nhất thì nó khoảng độ 1,3 m, 1,4 m nhé. Ba mét tư. Đấy, những cây này thì có thể cao đến 1,4 m. Tán của cây thì tùy vào chiều cao hoặc là tùy vào độ rộng của tán thì mình đo tán trung bình thôi chứ. Còn có những cây thoát thấp thì tán nó to. Tán nó khoảng độ tầm 50 phân đến 6-70 phân. Cây nào bé chẳng hạn như cây thoát cao đến 1 mét này này thì tán nó khoảng độ 40-50 phân. Em đo cho anh cái phần thoát thân cho các bạn nhìn. Dòng thoát thân cao nhất là 1,05 m. Ừ, thoát phải mét hai. Mét 1, mét 2. Mét 1, mét 2 thì cũng không có nhiều nhé. Chắc khoảng độ chục cây hơn chục cây thôi. Còn chủ yếu là 8-90 phân là nhiều. Còn như cây thấp thoát thấp này thì được. Đấy, cây thấp nhất là 40 phân, còn các bạn có thể chọn 5-6-70. Nhưng mà tầm 8-90 các bạn sẽ chọn được nhiều bởi vì cái tang này mình làm thoát 8-90 nhiều, 8-90 đến 1 mét. Cái hàng này thì là dòng đơn cổ Văn Chấn nhé các bạn nhé. Các bạn để ý phân biệt giữa cổ Văn Chấn và Văn Chấn thường. Đấy, hai cái thằng đấy thì giá trị nó khác nhau. Về gốc cây thì gốc của cây thì đều như ngón trỏ hoặc ngón cái của mình. Hoành của nó khoảng 5-6, có cây thì to hơn thì khoảng được 7. Nhưng chủ yếu 5-6 là nhiều nhé các bạn nhé. Này thì một cây mình cũng ship cho mọi người được. Ở đây thì có một số cây mình thấy nó nhiều mầm ấy thì mình để lại này. Nên là các bạn mà thích về chiết để dâm ra mầm ấy, thì các bạn có thể order mình thì mình sẽ chuyển cho các bạn những cái cây mà nhiều cành. Cái này là mình tiếc để bởi vì giống cổ Văn Chấn nó không có nhiều, vì vậy nên là mình tiếc mình để lại để cho các bạn làm giống thôi. Đây là những cây mà mình đang ủ lại này. Chút nữa mình sẽ ủ hết cái đám này lại vào trong này. Đấy, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại của vườn nhà mình. Số 03542 55055. Nhà mình sẽ chốt đơn qua Zalo nhé. Các bạn thích xem cây thì mình chụp ảnh trước cho các bạn. Rồi lúc bấy giờ mình mới đóng gói để chuyển hàng. Nên là các bạn yên tâm. Những cây cây này nhá, mình nói qua là cây này mình đã ủ rồi, vì vậy nên là cây nó khỏe và đảm bảo sống cho các bạn rồi, cây đều ủ ra rễ rồi đấy. Đây là mình ủ lại thôi, đều ủ ra rễ rồi này, vì vậy nên là các bạn rất là yên tâm khi mà mua cái dòng cây này. Cây này mình ủ được khoảng 2 tháng rồi, vì vậy nên là nó cây nào mà chết là nó sẽ chết luôn, còn những cây này là sống khỏe rồi. Đây là mình ủ lại để cho giãn cho tán nó đỡ bị thu tán rồi. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với Trung Kiên nhé. Mình báo lại số điện thoại là 03542 55055, số điện thoại cũng là Zalo luôn các bạn nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.